Đây là một cảnh hậu trường phim Gara Hạnh Phúc. Đoạn này là cả Gara sau khi ăn nhậu say khướt thì đi về. Đây là lần đầu tiên mà Vân dám đi chơi cùng với mọi người, nên ai cũng vui và uống hết mình luôn. Một nhóm say vào xe trước. Tiếp đến là Khải sẽ đưa Vân về. Tiền bằng yếu trả mà lo gì, đi đi. Không cần trả tiền. Khải sẽ đưa Vân vào trong xe. Rất là căng. Nhích lên trên để không che Khải. Đại lắc máy sang bên phải đi. Phải đấy. Đạo diễn rất là điêu. Điêu ngoan. À, bây giờ đánh giá chị Khải. Khải hình như có ý kiến gì đó. Đạo diễn, ôi, đánh kìa. Đóng cửa này cho nó. Khi sai bên sai luật á. Khi sai. Sao vòng ra đây. Đây vòng đây. Cảm ơn. Trèo đi nha. Ô đồ quá. À, quay phim bất bình hành động của đạo diễn và nhắc nhở là vừa quay hành động đánh diễn viên. Đạo diễn chối ngay. Sao? Em có đánh đâu. Rồi xong Khải rồi. Trung Châu đâu. Nói chung đạo diễn này không được. Hậu trường. Mày tao. Bị ghi hình lại là tỏ vẻ không đồng ý. Trung Châu say à. Đạo diễn ra thị phạm nốt cả cái cảnh say. Việc gì cũng làm. Sơn Ca đang bảo đưa Trung Châu về. Và Trung Châu thì ông quay phim, ông quay phim hội trường lại cứ quay những gốc cây làm gì. Vẫn quay gốc cây. Ở đây rồi. Trung Châu bắt đầu đi ra cái gốc cây. Chúng cầu ra gốc cây để Arsenal này. Bố mẹ vào cái... Gai hả? Gai. Cây này có gai. Ôm vào cái cây này là gãy ngay. Ôi trời. Đây là cảnh mà Sơn Ca phải đỡ Trung khi ngã. Máy chảy. Quay phim đang đè lên người Trung. Chảy rồi. Máu chảy. 3, 2, 1 bắt đầu. Tránh cái mặt ra. Trời ơi, đầu nặng quá, đầu to. Vậy nhá, đừng nói. Lên máy.